Ở đâu á thì cũng có Camber, nhưng nhắc tới Camber người ta sẽ nghĩ tới ngay Đà Lạt. Và đây sẽ là sự thật về ba quán Camber nổi tiếng ở Đà Lạt nha. Tết mãi mặn cùng Tấn Hiền nha. Đầu tiên thì mình sẽ đi ăn Camber Phụng Chợ Lầu các bạn. Ở đây thì nửa năm 1986 đến giờ rồi, còn là 40 năm rồi các bạn. Còn mình hãy xem gì đặc biệt nha. Camber Phụng á thì có hai chi nhánh, mình ăn chi nhánh ở trong Chợ Lầu nha. Camber ở đây thì chỉ có 20 cành một ly thôi nha, rất là rẻ luôn. Bên trong sẽ có sinh tố bơ, kem dừa, đặc biệt có thêm một ít sầu riêng nữa, ăn rất là béo luôn. Sinh tố bơ thì khá ngon, sánh mịn, không bị đắng mà hơi ngọt một xí. Viên kem ở đây sẽ là kem dừa không bị dăm đá, ăn khá là ngon luôn á. Thì thế thì hôm nay chắc các bạn đi ăn là Camber Nari nha, ở địa chỉ là 74 xe Nguyễn Văn Trỗi. Giờ cùng khoảng xem cái đặc biệt ha. Còn đây là quán Camber Nari, quán sẽ có 2 lầu, không gian thì khá là sạch sẽ luôn. Mình nghĩ các bạn đi ngồi lầu trên á sẽ thoáng hơn nha. Phần Camber thì phần sinh tố bơ đặc quẹo và khá là ngọt luôn. Viên kem dừa thì khá là cứng, bị dăm đá và khá là ngọt. Và thêm cái topping dừa khô thì siêu ngọt luôn á mọi người. Bạn nào mà hảo ngọt á thì ăn Camber đây khá là hợp á, còn mình thì không hợp lắm nha. Và để đến cuối cùng hôm nay mình dắt các bạn đi ăn là tiệm Camber Lạc nha. Đây chi nhánh mới, ở một khu Bình, rất là gần trung tâm luôn. Và cùng mình khám phá xem bên trong sẽ có gì đặc biệt ha. Còn về trạm Camber thì khỏi nói rồi, đầu tư khá là bài bản. Chi nhánh mới thì mình thấy cũng khá là nhiều check-in sống ảo. Quán sẽ có 3 tầng, tầng 3 ngắm được cả Hòa Bình luôn nè mọi người ơi. Còn về phần Camber ở đây thì rất là đặc biệt, viên kem được làm từ bơ nguyên chất chứ không phải là kem dừa hay kem vani. Kem thật sự rất là ấn tượng đối với mình, mềm và mịn, không bị vụn đá. Phần sữa tố bơ bên dưới thì không bị ngọt, rất là vừa ăn luôn á. Và bơ ở đây dùng là loại bơ 034 rất là chất lượng luôn. Phần kem của mình thì có tận 4 loại topping luôn đó, cho các bạn đến khám phá nha. Và các bạn hay ăn ở quán nào thì comment bên dưới cho mình biết nha. Mình đang ăn ở Trà Mát.